Rồi, xin chào anh em, Dụng Cụ Em Vốn quay trở lại với anh em trong cái ngày hôm nay, hôm nay thứ năm. Chúc anh em có một cái ngày làm việc thật nhiều niềm vui và may mắn ha. Thì hôm nay Dụng Cụ Em Vốn lại tiếp tục giới thiệu một số sản phẩm được Dụng Cụ Em Vốn có bán tại website dụngcụ24.vn, tại cửa hàng số 19 đường B25, khu dân cư 91B, thành phố Cần Thơ, quận Ninh Kiều hết anh em. Thì công ty của mình là ở Cần Thơ. Thì anh em là có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ số hotline là 0933 119 646 hoặc là 0868 0868 013 031 ha nè. Đó là hai số điện thoại chính của bên Dụng Cụ 24. Hiện tại Dụng Cụ 24 có một tìm được là một cái shop giả danh với Dụng Cụ 24 nha. Thì cái dụng cụ đặt y tên y chang gì luôn, Dụng Cụ 24H. Nhưng mà bên bên mình thì là công ty là cái website chính là dụng cụ 24.vn, cũng như là Shopee là dụng cụ Nhật Dụng Cụ 24. Đó. Chỉ có hai cái tên Shopee rồi Lazada Dụng Cụ Nhật Dụng Cụ 24 luôn. Cho nên là anh em tránh cái chừng là nhầm lẫn với một cái kênh giả mạo. Hiện tại có một cái kênh ha, có rất là nhiều tên để chúng ta đặt tự kinh doanh mà sao mà chúng ta cứ thích ha. Người Việt Nam mình cứ thích là bắt chước người ta, nhái người ta, lấy cái danh nghĩa giả mạo người ta để mà kinh doanh. Nhưng mà bên mình thì bán là hàng Nhật cho nên tôn Nhật, đồ nghề Nhật, không có bán đồ Trung Quốc hay mấy cái đồ xuất xứ, cho nên cẩn thận khi mua những cái sản phẩm đó, rồi là quay ngang nói Dụng Cụ 24 thế này thế kia là chết luôn á. Thôi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mới về bên shop của mình, đó là cái dao rục cháy của NT Cutter. Thì hôm nay mình sẽ đa dạng thêm một cái dòng sản phẩm nữa dành cho anh em, đó là dòng L500GB. Đây, bây giờ mình sẽ khui ra. L500GB này nó khác L2000GB chỗ nào thì mình sẽ khui ra cho anh em xem. Dường như là nó nhìn nó giống nhau đó anh em, nhìn giống nhau hết sức luôn. Đây nè, nếu mà chúng ta không kỹ thì chúng ta sẽ thấy là nó giống nhau. Rồi cái này nữa, khui cái này ra luôn. Đây, cái này thì là một cái miếng để bẻ bẻ lưỡi chứ không gì hết. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy nó khác nhau. Đó, một cái cây ở dưới có cái màu đỏ, đuôi màu đỏ ở sau ha. Đó là bằng thân nhôm và cây trên cũng là bằng thân nhôm luôn. Thân nhôm rất là dày. Nói chung là hai cây này đều rất là dày. Nhưng mà cây này là nó nạp lưỡi tự động, tức là anh em xài khi mà anh em kéo ra mở khóa đây nè, mới nó sẽ rất là bóp. Đó. Đẩy ra xài hết, anh em cứ đẩy mạnh ra xong rồi anh kéo ngược vô thì nó sẽ nạp lưỡi tiếp tục ha, nạp lưỡi tiếp tục cho mình. Thì cái lưỡi mình sẽ nạp vô trong cái phần ở dưới này, phần dưới này người ta xài hết thì người ta kéo lại, người ta sẽ nạp vô đó. Còn bên đây là cái cây mới về, thêm một dòng mới nữa cho anh em, nữa cho anh em cái một cái sự lựa chọn phù hợp cũng như là tiết kiệm ha. Thì đây là cái cây nó sẽ không có nạp tự động, tức là anh em phải dặn cái này. Khi mà sử dụng chúng ta phải dặn cái này rồi chúng ta khóa lại như thế này đó, rồi chúng ta sử dụng, chúng ta gặp dùng ha. Nhưng mà thân của nó là vẫn còn là nhôm. Có anh em thì người ta sẽ thích cái nhôm, thứ nhất là nhôm nó sẽ rất là bền và cầm nó sẽ đầm tay, cảm giác nó cứng tay hơn khi mà chúng ta sử dụng bằng nhựa. Nhìn khi nhựa nó không đã bằng cái nhôm ha. Đây, cái này thì bằng nhôm, vỏ bằng nhôm. Thì nó chỉ khác biệt ở cái cây này, cái chỗ này, tức là nó cái này là nó không tự động, chúng ta phải mở ra và ta đẩy ra ha. Ở đây thì cái phần dưới này nó cũng có thể là để dành cho anh em để chúng ta để chứa lưỡi ở trong cái phần này. Đây, lưỡi chúng ta có thể bỏ ở phía bên trong này, xây cua ha. Chúng ta xây cua ở đây nè. Khi sử dụng thì chúng ta chỉ cần chút ra và ta gắn, ta thay thế lại thôi ha. Thay thế thôi, thay thế thì chúng ta chỉ cần mở ra thế này và ta kéo ra như thế này, kéo ra đó, bỏ vô
ha. Thì cái này nó rẻ hơn, cái ưu điểm của nó là sẽ giá thành rẻ ha. Những cái nhược điểm của nó là nó sẽ không có tự động như thế này, tức là chúng ta khi mà sử dụng hết rồi bắt buộc phải bỏ thời gian ra để chúng ta mở ra người ta gắn vô thôi ha. Còn cái phần này chúng ta có thể chứa được lưỡi xe cua, ví dụ một ngày anh em sử dụng là 5 lưỡi, 4 lưỡi, 3 lưỡi gì đó, chúng ta mỗi đây sẵn đi, rồi chúng ta đem theo chúng ta sử dụng ha, không cần phải đem theo cái hộp, nó bắt tiện đó. Còn cái này là hãng nó thiết kế thêm cái phần gảnh này nè để mà khi xài á đó, chúng ta có thể bẻ. Cái sự tính toán của họ rất là chi li, rất là quan tâm đến cái người tiêu dùng. À, đến ngay cái việc bẻ bẻ lưỡi này, anh em thấy là anh em đi ra ngoài tiệm mua một cái cây rẻ tiền thì chỉ có duy nhất là một cái cây này thôi và không có cái gì khác khác nữa đó, không có, tức là nó làm chỉ với bán với cái số lượng thôi, nó không có quan tâm đến chất lượng. Còn những cái sản phẩm của Nhật thì quan tâm đến chất lượng, đến chi tiết, đến cảm nhận của người dùng. Đây, khi người ta dùng rất là an toàn, ta có thể thêm như thế này và chúng ta bẻ cái lưỡi nó ra có gảnh này, không cần phải dùng bằng tay đó, rất là tiện luôn. Thì cái này là sử dụng lưỡi dao là phổ thông thì bên mình có bán, hiện tại là của Alpha cũng gắn vô trong cái này được luôn, Alpha ha cũng gắn chung với này được luôn, có bán lưỡi có dao, dĩ nhiên là phải có bán lưỡi ha. Thì cái dao này giá nó sành, nó sẽ tốt hơn cái cây của NT Cutter 2000 RB. Cây này thì nó là 500 GB, cái mã đặt hàng của nó anh em có thể nhắn là NT001 cho dễ nhớ ha anh em, NT001 cho dễ nhớ là 200.000 cho sản phẩm này. Cán xịn bằng nhôm luôn, cầm rất là đầm tay. Nếu mà cho mình sự lựa chọn về hai thương hiệu của thế nào, anh em cũng sẽ có hỏi là giữa thương hiệu này cái nào tốt, thì theo cái cảm nhận của mình, theo cái khách quan của mình đó nha, theo cái cảm nhận của mình á, nếu cho mình chọn lựa thì mình sẽ chọn cái thương hiệu NT Cutter. Bởi vì những cái NT Cutter nó làm cái thân của nó rất là đẹp, đầm, tức là nó đầm tính, nó không có màu mè, và đặc biệt là nó làm bằng nhôm, có bằng nhựa nữa. Thì bằng nhựa mình sẽ về thêm cái loại nạp như này, hôm trước mình có về rồi, lần này hết hàng ha. Đó, thì nếu cho mình chọn lựa mình sẽ chọn NT Cutter, xịn hơn, nhìn đã hơn ha. Alpha nó cũng rất là hàng rất là xịn, nhưng mà mình theo mình cảm tính của mình sử dụng thì mình sẽ thích NT Cutter hơn, nhìn nó đẹp hơn và nó xịn hơn, đúng chất của hàng hàng nội địa Nhật luôn. Đó, là 500 RB. Đặt hàng anh em có thể nhắn cái mã này hoặc là NT001 với giá là 200.000, giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Còn cái này thì anh em đã quen rồi, mình đã giới thiệu nhiều lần rồi ha. Thì đấy là cái cũng là cán nhôm, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp luôn, và nó là nạp lưỡi tự động, em xài hết kéo gịch vô nó sẽ nạp tự động cho mình. Thì ưu điểm của thằng này là như vậy ha, ưu điểm con này là vậy, nhanh gọn lẹ. Thì cây này giá của nó đây là 485.000, mã đặt hàng của nó là NT0902, 485.000 ha. Đây L2000RB. Rồi quay lại tiếp tục cái trong cái sản phẩm hôm nay thì anh em thấy là mình có hai cái chiếc kéo làm thủ công sử dụng gì cũng được. Đây là chiếc kéo may của hiệu Chikachi, một cái thương hiệu của SK11 chuyên về kéo dụng cụ làm vườn ha, búa. Nó còn về cờ lê mỏ lết thì nó là SK11, cờ lê mỏ lết đầu tiếp rồi đó, nó là thương hiệu SK11. Còn kéo rồi búa rìu dụng cụ làm vườn đồ thủ công thì nó sẽ là thương hiệu Chikichi như thế này. Đây là chiếc kéo của nó, là kéo thép không rỉ như này, không rỉ, với cái thương hiệu là Fairos. Đây nè, Made in Japan, nó giá quá nè, mạ Niken Fairos ha, Made in Japan đó, kéo cực kỳ bén luôn. Mình sẽ lấy một cái này mình cắt thử, nói chung kéo bén, cắt cái ni túi ni lông là ngon nhất, bởi vì kéo kéo mà không bén là cắt cái ni lông này cắt không được. Chiều dài của cái kéo này nó chỉ có 200 mm thôi,
Đó, nó nhỏ, nó không quá to. Phụ nữ là thường cầm cây kéo này rất là gọn, anh em dùng làm cắt những cái đồ thủ công, cắt vải, cắt da trong gia đình. Trang bị cho mình trong gia đình một cái kéo như này, kéo nội địa Nhật 100% nha anh em. Và nó là kéo kháng rỉ stainless, đây thép không rỉ nha, stainless nội địa Nhật. Cây này mình bán với giá là 450.000, mã đặt hàng của nó là CH011, 450.000 cho sản phẩm này ha, kéo thép không rỉ, cán là cán cán nhựa, nó sẽ rẻ hơn cán kim loại, hàng chuẩn nội địa. Ngoài kênh YouTube ra thì anh em có thể lên website dụng cụ 24.vn để chúng ta đặt. Mã đặt hàng CH011 nha anh em, 450.000. Rồi, tiếp tục là một cái nó có cái vỏ nữa, quên nữa, chúng ta chút xíu nữa là mình quên này. Cái vỏ đây chúng ta đút vô ha, bảo vệ cái kéo nó không lỡ, nhưng mà chúng ta cầm ta gớt á, gớt thì nó cũng không có bị hư cái mỏ ha, hư mỏ kéo. Rồi, đây là một cái kéo của hãng Engineer, dòng thêm một cái dòng Engineer nữa, đó là dòng BH50. BH50. Cái kia là BH55, còn này là BH50. Thì BH50 nó sẽ là một cái chiếc kéo thủ công nhọn bình thường, nhưng mà nó nổi trội hơn một cái kéo bình thường, đó là cái lưỡi. Cũng là stainless steel luôn. Cực kỳ xịn nha anh em. Làm rất là đẹp, nhìn rất là mê luôn. Anh thấy cái hai anh em thấy cái nào? Thấy cái này không? Cái này là một cái cơ chế chữ, gọi là cơ chế của nó là chơi cơ chế chữ U nè, lưỡi U. Cái này chúng ta cắt á, khi mà anh em cắt như thế này, dây điện nè, em đưa vô nó sẽ cắt rất là ngọt, nó không có bị trượt cái sợi dây tròn. Tức là nó làm như thế này nè, khi mà cái dây tròn á, thường là anh em cái cắt dây tròn nó sẽ cái kéo nó sẽ có độ trượt, nó trượt tới trượt lui, trượt tới trượt lui, cắt khó cắt ha, cắt vẫn bình thường nhưng mà nó không được mát tay, thì nó làm cái cơ chế này. Và ở trên cái lưỡi này nó không phải là lưỡi phẳng nữa, mà nó là hình dạng thanh cưa, hình dạng cưa đó, như mình đã nói đó, là nó sẽ chống trượt khi mà chúng ta cắt. Cắt này nó sẽ không có bị trượt trượt dài, nếu những cái đồ mà nó tròn ha, cái gì mà nó tròn á, thì cái này nó là tăng độ bén rất là nhiều, nói chung cái răng cưa nó dễ cắt hơn rất là nhiều ha. Chiều dài của cây kéo này á, là có bao nhiêu đây, 180 quá, 180, chờ để mình xem này, 170 mm, 170 mm. Cái phần mũi, phần lưỡi chỗ này từ tới đây là 55 ly nè, 55 ly đó. Ở đây nó sẽ cắt được cái miếng nhôm nữa nha, aluminum xích nhôm, là ví dụ như lon bia nè chẳng hạn ha, đó là những cái tấm bìm. Rồi cắt dây điện nè, dây điện. Rồi đây là cái dây dây dẫn ở trong xe xe hơi á, dây này nó bằng bằng đồng. Đây là xe hơi em sử dụng nhiều, sửa chữa em sẽ có thấy dây này, cắt được dây này đó, đúng không? Rất là bén, hàng xịn nha, cực kỳ bén luôn. Và đặc biệt là những cái kéo này khi mà anh em sử dụng á, nó bền lắm anh em, bền lắm. Mình đang sử dụng cái kéo này để mình sử dụng trong nhà bếp luôn á, là những kéo này có thể anh em sử dụng trong nhà bếp cắt hành, cắt đôi lúc khi mình về có những cái như là đồ này đồ nọ đồ mình cắt cũng được, thật ra là nó gì, còn những cái con cá mình đem cái kéo này mình cắt cũng được luôn, nó bén lắm, xài rất là bền, cực kỳ bền, đồ thủ công nha, cắt giấy cắt gì đó vân vân. Thì những cái sản phẩm như thế này, nếu anh em nào có nhu cầu sử dụng cho công ty, bên mình có sức hóa đơn đầy đủ ha. Thì dụng cụ 24 là hướng tới phát triển một cái tính chuyên nghiệp, sản phẩm là chính hãng, xuất xứ rõ ràng, cho nên là anh em cứ yên tâm cái sử dụng. Thì bên mình là những sản phẩm sau này hiện tại là đang bên mình đã thay đổi là từ cũ lên sản phẩm mới, và những cái sản phẩm mới là bên mình được nhập chính ngạch, được nhập chính hãng và có hóa đơn xuất xứ cho anh em ha, hóa đơn xuất xứ đầy đủ hết khi mà anh em có yêu cầu xuất hóa đơn riêng cho công ty.
Nè cái mẫu này 2020 này. Engineer 2020 á nè. Cái này giá của nó là 415 ngàn. Mã đặt hàng của nó là EN007, 415 ngàn. Giá chưa ship. Đó là hai chiếc kéo nội địa. Còn đây là một cái vòi tưới, cái vòi xịt nước của Takari. Vòi này thì có anh em đặt ở trong website cũng như là có nhắn đó, cho nên là mình sẽ gửi cho anh mấy anh em. Còn ở đây mình sẽ giới thiệu lại vòi nội địa Nhật. Thì chiếc này giá của nó lại lên tiếp tục, tức là có lúc thì nó 500 mấy, có lúc thì 400 mấy thôi. Không, rồi là mình có lần nó chỉ có 500 mấy nè, rồi nó xuống, giờ lần này nó lên lại thì mình bán theo cái giá lên thôi. Tại vì mình biết là hàng nhập khẩu thì nó còn liên quan tới tỷ giá nữa, rồi đến khi mà cái phí vận chuyển nữa, phí vận chuyển từ quốc tế về đây, cho nên nó không có cố định một chỗ. Khi này là cái video nào lên thì mình sẽ giới thiệu và báo giá lại cụ thể. Đây một cái vòi rất là xịn nha anh em. Đây là bằng kim loại, nó không có bị rỉ sét, nó mạ rơm bên ngoài, bên trong là nó cái kiểu như là nó một cái chất liệu là amon hay gì đó, hoặc là nó bằng, mình đoán thường là nó sẽ làm bằng thau, bằng thau, xài nó bền, nó không bị rỉ sét. Đây là cái bằng này, nó bằng đồng thau nè, cái vòi đây nó cũng bằng đồng thau luôn đó, xài nó bền, nước nó không bị rỉ sét ha. Thì cái này nó dặn, chỉ dặn cái tán này ra thôi, thì cái vòi này nó sẽ đi ra đi vào nè. Cái cơ chế nó cũng đơn giản lắm anh em. Thì giống như cái vòi nước mình đang xịt thì bây giờ mình ém lại thì nó sẽ, mình bóp lại thì nó sẽ xòe ra thôi, nó xòe lại. Tức là cái vòi, cái ti ở bên trong này, khi mà anh em đưa sát vô, anh em dặn sát vô, nó đẩy vô bên trong thì nó cái nước nó sẽ tè ra. Còn anh em đẩy ra ngoài thì nước nó chỉ sẽ rơm lại một cục như thế này. Đó ha. Hàng xịn Takari. Cái này thì hàng Nhật Bản, được bán ở thị trường Nhật nha. Nó gia công thì ở Việt Nam. Thì cái mẫu này nó chỉ có một sản phẩm này thôi, nó không có cái khác, nó không có Made in Japan mà nó có là Made in Việt Nam, nhưng mà làm bao anh em xài rất là chất lượng, hàng xịn luôn. Giá của cái này là 515 ngàn, 515 ngàn. Mã đặt hàng của nó là 5203, 515 ngàn cho sản phẩm này. Và giá này là giá chưa có phí ship nha. Rồi, đây là một cái đe khá là lâu rồi. À, quên nữa là cái vòi này nó sẽ sử dụng hai cỡ đuôi như thế này cho mình gắn vô. Đuôi 15 và 18. Cái này ống nước của anh em á, 15 thì gắn ở dưới này, 18 thì chúng ta đẩy lên trên. Và nó có cho mình một cái này, con dê, cổ dê để mình siết vô ha. Rồi, tiếp tục là một cái đe. Đe nội địa Nhật, đe của Aeron mini thôi, rất là dễ thương. Ở đây nó để cái thông số là EVH1. Đâu rồi? EVH1. AVH1 nha anh em, AVH1 nè. AVH1 đó, Aeron Japan ha. Thì cái này là đe, là họ đúc thủ công. Aeron là một cái thương hiệu nổi tiếng của Nhật chuyên về đe Eto. Đó là hàng xịn nhất rồi đó, hàng xịn nhất của Nhật về đe. Thì cái này giá của nó là 690 ngàn, nó nặng 700 gram ha, 700 gram cho cái quả này. Cái mặt đe mình sẽ lấy thước mình đo, lấy thước đo cho anh em xem cái mặt đe này ha. Mặt đe thì nó được là chiều dài của nó, cái khúc mà đóng được đó là 90, khoảng 90, 93 ly ha. Còn cái bề ngang của nó thì nó được là 46 ly, 45 ly. Đó, bề ngang nó 45 ly. Chiều dài đây là 90, 93 nè, 93. 93 ly rằng 100 ly rằng, tức là gần một tấc á. Còn tổng dài của cái thằng này, tổng dài là nó được là 140, tổng dài là 140 mm. Chiều cao lên đó là được là 65 ly, 65 ly. Giá vẫn không thay đổi là 690 ngàn. Mã đặt hàng của nó là ER6101 ha, hoặc là AVH1 cũng được. AVH1 690. Rồi, thêm một cái
Cái này mình bán rất là nhiều. Hôm rồi về, đợt này lại về tiếp. Đó là một cái vỉ mũi vít, anh em mua một bộ này là anh em xài làm nghề là đã luôn. Bởi vì mình biết là anh em sẽ sử dụng máy Mỹ. Máy Mỹ. Những cái máy chuẩn đuôi ngắn. Nếu mà anh em mua cái loại những cái loại kia thì nó là chuẩn đuôi dài. Thì mà chuẩn đuôi dài thì nó một cái là khi đúc vào thì người ta đúc vô nó sẽ bị tụt, nó không có gài được cái mũi vít bắt con ốc, khi là nó rớt cái mũi vít ra rất là khó chịu, sử dụng rất là mất thời gian. Thì ở đây là mình sẽ nhập thêm một cái loại này nữa cho anh em, đó là của Anet ha, và mình bán thấy anh em mua khá là nhiều đó. Anet thì anh em yên tâm sử dụng rồi, ba anh em sử dụng luôn, xài ngon hơn rất là nhiều so với Vietcell hay là Sinlat. Anet là xài nhất, nó rất là cứng. À, thì ở đây đó là nó sẽ chuẩn đuôi ngắn và đuôi dài chung sử dụng cho hai loại máy. Nếu mà đuôi dài thì người ta đúc vô tới đây, đuôi ngắn thì ta đúc tới đây nó gài lại, thấy chưa? À, và cái thân này nó lại bó nhỏ gọn lại, chỉ có 4 ly mấy thôi. Chúng ta sẽ đúc vô những cái rốc kẹt được, nhất là những cái máy bắt quýt chẳng hạn. Cái máy bắt quýt của anh em là nó có những cái con ốc như thế này nè, nó nằm trâu nằm ở bên trong như thế này, bên trong như thế này nè đó. Nếu mà là cái đuôi 6 ly 35 lục giác thì đút vô không vừa, nhưng mà cái này đút vô vừa nè, chưa, rất là tiện cho mình luôn đó. Thì đây là nó sẽ có là BH2, một vỉ này là xài ngon lành luôn. Chiều dài 100 mm á, đây là một cái cỡ phổ thông nhất, cỡ này anh em xài nhiều nè, cỡ cỡ 65 và cỡ 100 nè, cho nên là hãng nó sẽ tích hợp vô trong một bộ này là có hai hai cái cỡ này thôi. Cỡ dài hơn nó sẽ không để vô, mà nó chỉ cỡ hai phổ thông, đó là 65 và 100 mm à, một tấc á. Thì là 100 mm này sẽ có BH2 và BH1, 65 ly á, nó sẽ có là BH2, BH1 và BH0. Nó là một bộ này vừa vừa đủ cho anh em xài bắt vít, dặn ốc các thứ luôn ha, một bộ xịn, giá 340.000. Mã đặt hàng của nó là AN008, 340.000 cho một cái bộ như thế này, rồi có 5 mũi, tức là một bộ đó 5 mũi này nó khoảng 7, rơi bằng khoảng 7, gần 70.000 một một mũi ha. Đó. Rồi, đó là cái loại mà đuôi chuẩn đuôi ngắn đuôi dài sử dụng được cho tất cả các loại máy vít nè. Ví dụ như đây nè, đây là chuẩn đuôi dài đó, đuôi ngắn thì em đút vô cái nữa là gòi xong lụm, không có nhúc nhích cục kịch gì luôn. Rồi, đồng thời đó mình sẽ giới thiệu thêm cái loại này. Cái loại này là cái 500 trợ từ, em đút vô đây. Thì đây là cái thân của nó là 4 ly mấy nè. Chúng ta sử dụng được cho cái loại này. Tức là Anet nó sẽ có hai loại trợ từ. Một loại bự hơn dùng cho 6 ly 35, một loại nhỏ hơn dùng cho 4 ly rưỡi cho tới 5 ly rưỡi. Thì cái này là 4 ly rưỡi, 5 ly rưỡi nè ha. Một cặp như thế này mình bán giá là 145.000. Mã đặt hàng của nó là AN048 ha. Đó, 145.000 hoặc là Anet No 408 cũng được luôn. Cặp nha, cái này là giá một cặp. Rồi, đồng thời lại tiếp tục giới thiệu một cái sản phẩm này, đó là cái tai quay của thằng Sinlab. Đây, mũi vít này đút vô, đuôi ngắn đuôi dài gì vô đút vô cũng bữa được hết trơn á. Nè. Chưa? Đó. Cái tai quay của Sinlab nội địa Nhật các anh em. Hàng chuẩn xịn, Made in Japan. Thì cái cây này giá của nó là 439.000. Mã đặt hàng của nó là SU0801. 439.000 cho cái cần này ha, cần chữ T. Ta có cái tay quay này nè, xoay nè. Đó. Mũi bắt quýt ha, mũi lục giác nè, rồi mũi đầu khẩu nè, anh em đút vô cái nào cũng được. Cái này là 6 ly 35 là chuẩn chuẩn quốc tế, nói chung là ai cũng xài cái mũi này à, 6 ly 35 hết. Đó. Rồi. Thêm một cái hộp thùng đồ nghề nữa anh em, thùng đồ nghề mới về thêm. Hôm nay chạy bán, nói chung là bán khá là chạy, bởi vì nó giá nó cũng hợp lý, dễ sử dụng, cỡ vừa, không quá to, không quá nhỏ. Đặc biệt là cái màu nó ngầu lắm, màu quân đội, màu xám, xám quân đội, Made in Japan. Đây, rất là đẹp luôn ha. 350.
Y350OD, tức là 350 là chiều dài, OD là cái màu ha, cái màu đó nè. Nếu mà tính tổng dài đo luôn á là 359, chiều ngang là 150 và chiều cao lên là 124, còn lọt lòng bên trong nè 358, thấy chưa? Tức là cái này nó dày một ly, cái này dày một ly á, 1,3 kg ha. Tức là cái thùng này nó nặng 1,3 kg, nó không quá nặng, vừa phải sử dụng cầm đồ nghề rồi đó. Nếu mà thùng nặng cầm đồ nghề nữa thì cầm cân lắm, thùng này là vừa ha. Nó đi Nhật luôn đó. Mới 100%. Giá của nó là vẫn là như cũ, 545.000. Mã đặt hàng của nó là TR3503. TR3503 545.000 hoặc là Y350OD. Nó có hai màu khác nhau nha anh em đừng có nhắn cái mã này không. Tại vì mình có hai màu, màu xám và màu xanh. Màu xanh nó sẽ là chữ này chữ khác ha. Màu xanh nó như là chữ B gì đó biết nè. Màu xanh nó chỉ khác. Rồi. Anh em đặt hàng thì cứ gọi điện vào số hotline 0933 119 646 hoặc là 0868 013 031. Mình chỉ sử dụng duy nhất hai số điện thoại hotline này. Anh em cẩn thận với những cái số lạ gọi vô, bởi vì nó gọi vô nó sẽ nói là nó tặng quà, tặng miết gì đó, tặng dầu thơm gì đó, bán dụng cụ mà tặng dầu thơm gì, thấy không? Nó có những cái sự vô lý, cho nên là anh em cẩn thận. Hoặc là bán dụng cụ mà tặng đồng hồ gì, không có, không có đâu nha anh em. Đó, bán dụng cụ thì thí dụ nếu có tặng thì tặng cái áo, hoặc là tặng cái nón, hoặc là tặng cho anh em một cái thước băng băng gì đó, những cái đồ gì liên quan tới dụng cụ. Cho nên là cẩn thận khi mà nó gọi điện nó lừa gạt mình. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem video này. Rất là cảm ơn. Chào anh em, chúc anh em một ngày tốt lành. Chào mọi người.